Bao giờ có phòng phòng master mà. Đấy, bây giờ nó sẽ có một phòng master. Nhưng mà ở đây dỡ hết đồ đi thì nhìn xấu quá. Đúng rồi. Thì giá tiền nó đã rẻ hơn rất là nhiều. Căn này về thêm một tí nội thất với sơn lại nữa thì rất là mới luôn. Bỏ ra khoảng 200 triệu nữa thì đẹp như ý. 200. 200 triệu nữa. Cả sơn cả nội thất anh. Sơn lại á? Vâng, À, nội mới thất đồng thì bộ anh nội luôn. thất anh có rồi. Vâng, đấy thế thì nó sơn lại chỉ 2-3 chục triệu nữa đẹp ngay mà. Căn góc thoáng. Trong này nó là hướng nam thì Đúng rồi, ban công hướng nam nữa, rất là mát. 90 mà hành lại căn góc nữa. Anh thấy tất cả cửa sổ các phòng là tạo ánh sáng hết tự nhiên. Hãy